Vâng, hello, em xin chào tất cả các bác ạ. Chào mừng tất cả các bác đã quay trở lại với kênh YouTube Cu Bồng TV Điện Máy Trang Huệ. Thì ngày hôm nay em xin phép là lên hai cái mã máy khoan này, khoan pin, hàng bán chạy nhất cho tất cả các bác nhà mình luôn. Dòng chuyên vít và dòng 13 ly anh em nhé. Đấy, trước mắt anh em đây là con Makita DeWatt chuyên vít và 13 ly. Thì các bác cùng em đi giới thiệu sơ qua từng con một anh em nhé. Đây, trước mắt anh em đây là hai cái mã chuyên vít của DeWatt và của Makita, dòng gọi là năm 2022 này. Thứ nhất là thân máy rất nhỏ gọn, thân máy con này như nặng khoảng 9 lạng như vậy. Đấy, rất là nhỏ gọn anh em nhớ, thân ngắn nhá. Mẫu 2022, đây hai con. Makita thì là màu xanh, DeWatt thì là màu vàng anh em nhớ. Đó. Em đã khui thử pin cho anh em xem thử luôn rồi. Đây, Makita này, hàng động cơ không trở than, pin là pin 20V cho em nhé. Máy rất là khỏe luôn. Con này có 3 tốc độ anh em nhé. Tốc chậm này, tốc trung bình này, và tốc nhanh này. Đấy. Dòng này thì bán vít thì siêu phê luôn anh em nhé. Hàng động cơ không chổi than, có đảo chiều đầy đủ và có đèn led soi sáng đầy đủ luôn. Có cò đều tốc nhé, cò đều tốc anh em nhé. Đấy. Đấy, rất là ngon luôn. Hàng động cơ không thổi than và mẫu bắn vít nhỏ gọn, nó nhái cao cấp của mã TD172D anh em nhé. Pin là pin 20V, pin là pin 20V, pin 10C quá nhé. Pin nhà em thì là pin hàng bản pin nâng cấp rồi. Bản pin nâng cấp thế nào ạ? Bình thường thì trên thị trường các bác sẽ hay mua sẽ là bản pin màu tím, xeo pin tím ấy. Nhưng hiện tại với dòng chất lượng như thế này thì em sẽ làm là hàng pin xanh. Pin xanh của Navara 1600mAh anh em nhé. Mạch là mạch 2 MOSFET này. Đấy, các bác nhìn thấy rõ luôn, em đã khui thử pin luôn. Khui thử pin cho anh em xem rồi, chuẩn như là nhà em luôn nhá. Đây, thường thường em pin pin này thì thường thường nó sẽ dập logo này à, Navara 666 và nhập ngày tháng luôn. Đấy. Rất là ngon luôn. Rồi con DeWatt này thì cũng thế anh em nhá. Đấy. Tốc chậm này, tốc trung bình này, và tốc nhanh đấy. Nó cũng có 3 tốc độ nhanh chậm anh em có thể điều chỉnh trên thân máy này. Là hàng động cơ không chổi than, pin là pin 20V. Con này thì có cò bóp này, cò điều chỉnh tốc độ này, và có đảo chiều đầy đủ luôn, có đèn led soi sáng này. Đầu chuyên vít nên sẽ là phục vụ các bác mà chuyên vít chuyên tôn, anh em nào mà làm nhôm kính này, các bác bắn vít gỗ này, rất là ngon luôn. Đây, rất là khỏe và rất là nhỏ gọn anh em nhé. Nghe tiếng máy thấy phê rồi. Đó. Con này thì một bộ sản phẩm cũng sẽ là một thân máy này, hai pin 10 cell, pin là pin xanh 1600mAh, hàng pin của Navara 666 nhé. Một sạc bàn, một hộp đựng như thế này cho em luôn. Rất là ngon. Đấy, dòng chuyên vít của DeWatt hoặc của Makita, mã mới năm 2022. Anh em nào thích xanh thì lấy Makita cho em. Màu này thì các bác hay lấy nhiều bởi vì trông nó sạch sẽ hơn, vì nó màu nó trầm nên là khi các bác làm nó sạch sẽ này. Thích vàng, đấy, phong thủy anh hợp màu vàng, lên cho em con DeWatt nhá. Thì hai con này đều với giá là 1.150.000, là bên em miễn phí vận chuyển toàn quốc rồi. Các bác nhận hàng thì đều được kiểm tra hàng trước khi thanh toán luôn cho em. Đấy. Và sau đây thì các bác sẽ cùng em đi xem tiếp đến cái mẫu thứ hai cho em nhá. Tiếp đến mẫu thứ hai cho em này. Mẫu thứ hai cho em là dòng 13 ly coi nhá, dòng 13 ly. 13 ly là cái hàng mà gọi là đa di năng, bởi vì nó là các bác vừa có thể siết các bác vừa có thể bắn vít bắn tôn này, vừa có thể khoan sắt khoan gỗ và vừa có thể là khoan tường khoan bê tông được luôn. Có 3 chế độ. Các bác có thể điều chỉnh trên thân máy này. Đó, muốn điều chỉnh được chế độ nào các bác chuyển về hướng mũi tên cho em. Con này thì có 20 cấp trượt và có 3 chức năng này. Một bộ sản phẩm con này, hàng động cơ không chổi than, có cò bóp này, có đảo chiều đầy đủ luôn này, và có đèn led soi sáng đầy đủ này. Pin là pin nhà em là pin bản pin xanh nâng cấp nhá. Bản pin nâng cấp này, đấy, pin 1600mAh. Nói chung là bốn con này đều là pin nâng cấp hết. Pin 1600mAh và pin là mạch 2 MOSFET anh em nhé. Bình thường là trên thị trường họ đang bán có nhiều
mã như thế này, nhưng mà là mã pin rẻ hơn, là pin tím ấy. Nhưng nhà em thì hiện tại là pin xanh bản pin nâng cấp như này nha anh em nhé. Thích xanh thì chọn đều áp và thích vàng chọn Makita. Đều là hàng động cơ không chổi than, hàng chất lượng nhất như anh em nhé. Con này nói chung là nó đa tính năng, các bác gọi là anh em mà thợ thuyền làm ok, bác dùng gia đình cần một con xài tất cả các chức năng thì chuyển con này luôn cho em. Đấy, nó đa tính năng mà cái tính ổn định rất là cao luôn, rất là ổn định luôn cho anh em nhé. Con này thì đảo, con này thì có hai chế độ nhanh chậm, anh em điều chỉnh trên này cho em. Còn ở phía dưới này thì nó chỉ là đèn báo thôi anh em nhé. Phía dưới thì chỉ là đèn báo pin thôi. Đấy, chứ không có điều chỉnh được tốc độ ở phía dưới nhá. 13 ly thì có 20 cấp chất và có 3 chức năng, có đảo chiều đầy đủ, đèn led soi sáng đầy đủ luôn cho em này. Đấy. Ok. Thì hai cái mẫu máy này, chuyên vít rồi là đều chuyên vít đều watt Makita này. 13 ly đều watt Makita này. Em cũng đều bán tách thân cho các bác luôn nhá. Chẳng hạn như các bác mà không có pin thì em có bán thân máy cho anh em luôn. Các bác mà các bác có pin rồi thì em sẽ bán thân máy. Anh em nào chưa có pin thì em sẽ bán nguyên bộ cho bác luôn. Thì sau đây anh em sẽ cùng em đi test thử các chức năng của mấy con này anh em nhé. Test thử cái con Makita chuyên vít mã mới năm 2022 này. Test trên vít nhá. Em sẽ bán vít gỗ này, 5 phân một này. 5 phân 7 phân và 10 phân luôn. Quá ngọt đấy. Có đây con 5 phân này. Con 7 phân này, em bán trên gỗ này. Đấy, rất là ngon luôn. Và đây là con 9 phân ạ. 10 phân. À con 10 phân bác nhá. Đấy, thực sự con này là gọi là quá ngọt đấy anh em nhá. Các bác gọi là vô tư thoải mái khi anh em. Rồi. Bán đốc luôn anh em nhá. Sau đây em sẽ test thử chức năng bắt vít gỗ với con Makita đầu kẹp 13 ly cho tất cả các bác mình nhé. Em sẽ thử mũi vít dài 5 phân anh em nhé. Đấy, rất là ok luôn. Rồi, em sẽ thử sang mũi vít dài 7 phân cho các bác xem luôn nhé. Đấy, rất là ngọt luôn anh em ạ. Em sẽ test thử chức năng khoan bê tông cho tất cả các bác nhà mình nhé. Em sẽ khoan gạch với mũi khoan đa năng đầu kẹp 12 ly anh em nhé. Đấy, rất là ngon. Ok anh em nhé.
Thì vừa rồi các bác đã cùng em đi test thử chức năng của những con chuyên vít này rồi các bác nhá. Chuyên vít Makita và chuyên vít đều quá này. Thực sự là rất là khỏe, rất là ngon. Mã mới nhất là 2022 anh em nhớ. Thì một bộ sản phẩm của con Makita này gồm một thân máy này, hai pin 10 cell, một sạc bàn, một hộp đựng anh em nhớ. Bên em có tặng thêm cho các bác là 3 mũi bắn vít và một mũi tử tôn anh em nhớ. Đấy, vít từ ngắn đến dài luôn. Giá từ tay anh em là 1.150.000 một bộ đầy đủ. Các bác nhận hàng thì được kiểm tra thoải mái trước khi toán luôn cho em. Còn anh em nào mà có pin rồi thì em cũng có tách bán thân máy cho các bác luôn. Có tách bán thân máy nhá. Thân máy của con Makita chuyên vít 522 này, giá tới tay các bác là 650.000. Là em miễn phí ship này, hàng cực kỳ chất lượng luôn. Con này thì đã được kiểm chứng rất là nhiều rồi. Đấy, anh em nào không thích Makita thì cũng có thể chọn đều bát luôn cho em. Cả bộ giá là 1.150.000. Và em có tặng các bác là 3 mũi vít và một đầu từ tôn nhá. Các bác đã xem cái dòng bắn vít con này rồi, thật sự là quá phê và quá khỏe luôn. Anh em nào chuyên vít chuyên tôn thì chuyển con này. Không có con này thì thực sự là một sai lầm luôn. Anh em nào có pin rồi thì chọn thân máy cho em. Giá thân máy chỉ với giá là 650.000 thôi. Còn cả bộ là 1.150.000. Đó, rất là ngon. Còn muốn đa di năng thì anh em chuyển sang dòng 13 ly cho em. Đa di năng thì chuyển sang dòng 13 ly cho em nhé. Đấy, anh em nào đã xem video test thì em dù thực sự là quá phê và quá là ngon luôn. Đây, con Makita đầu kẹp 13 ly, giá tới đây các bác là 1.200.000 bản pin nâng cấp. Em có tặng các bác là một bộ con sâu 21 chi tiết và 20 khoa năng 68 này. Anh em không thích phong thủy màu xanh thì có thể chọn phong thủy màu vàng cho em thì lên đều át. Đều át một bộ, một thân máy 2 pin 10 cell, một sạc và hộp đựng cho em bản pin nâng cấp. Giá thì các bác là 1.200.000, miễn phí ship cũng có tặng luôn là một bộ sâu kèm với 20 khoa năng 68 anh em nhé. Thực sự thì hai cái dòng này là hai dòng bán chạy nhất tại cửa hàng nhà em và còn tại rất nhiều cửa hàng điện máy trên toàn quốc anh em nhé. Đây, nhà em thì làm nên bản pin nâng cấp hơn một chút rồi, nên là chắc chắn là thứ nhất là máy đã ngon rồi, pin khỏe, xài cho các bác bao phê cho anh em luôn. Bán vít, bán tôn rồi khoan các kiểu cho em luôn nhá. Thì con chuyên vít Makita và đều quá này, giá là 1.150.000, có tặng 30 vít một buổi tôn này. Còn con đầu kẹp 13 ly thì giá là 1.200.000 bản pin nâng cấp nhá, tặng bộ con sâu và 20 khoa năng 68. Hoặc là anh em không anh em có pin rồi thì anh em có thể lấy thân máy này. Thân máy thì giá 650.000 nhá, đồng giá nhá. Thì anh em có nhu cầu với cái thân máy hoặc bộ nào thì có thể để lại cho em số điện thoại bằng chữ ngay tại video. Hoặc là anh em gọi điện trực tiếp qua bên em, có các đầu số em để trên màn hình. Tại vì thì hiện tại là trên YouTube họ gọi là bóp mà không cho khách hàng comment lên ấy, không cho khách hàng comment số điện thoại ấy. Thì các bác có thể là gọi trực tiếp qua bên em. Đấy, thì hoặc là nhắn tin qua Zalo qua hai đầu số em để trên màn hình thì bên em sẽ có người trực tiếp gọi điện lại tư vấn cho anh em nhé. Em xin kết thúc cái video tại đây. Anh em mà quan tâm ủng hộ kênh YouTube Cu Bầm TV thì có thể là đăng ký kênh hoặc ấn chuông thông báo để theo dõi video clip mới nhất nhé. Vậy xin chào và tạm biệt tất cả các bác ạ.